Ơi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Đã quay được gặp lại anh chị, đã quay trở lại với kênh xe cũ Văn Thắng. Hôm nay thì đã hoàn thiện xong khâu kiểm tra chất lượng nè, làm đẹp mẫu xe Fortuner phiên bản TRD sản xuất năm 2014 anh chị. Thì sau khi hoàn thiện xong hết rồi, Thắng cũng quay lại một video để cho anh chị có một cái nhìn tổng quát nhất về xe, cũng như là trước đó là xe mới về anh chị, nó còn xấu xí thì Thắng cũng làm một video rồi. Hôm nay thì xe xong, mọi thứ chỉnh chu nha. Anh chị có nhu cầu thì chúng ta cứ lên coi xe, được thì chúng ta nhận xe luôn. Sơ lược về thông tin xe một lần nữa, đây là chiếc Fortuner phiên bản Sport Turbo, sản xuất năm 2014 và đi được 79.000 cây anh chị, 79.000 cây, mang biển số Vũng Tàu. Thì đối với cái dòng Fortuner TRD á, thì nó có một số cái nó khác biệt so với cái bản thường, đó chính là bộ mâm nè anh chị. Thứ nhất, bộ mâm hình bông nó đẹp hơn nè. Cái thứ hai là bộ body nha, bộ body kit xung quanh xe, nhìn cái xe nó cảm giác nó thể thao và nó trẻ trung hơn. Đó. Rồi về chi tiết xe nè anh chị, mặt ca lăng nè. Xe này thì cũng được trang bị camera 360, mặt ca lăng thì mạ rôm, đèn là đèn bi nha. Đây còn về cái mâm nè anh chị. Xe này anh khách anh cũng trang bị cảm biến sức lốp nè, mâm nè, lốp thì được thay mới rồi. Nếu như anh chị nào chúng ta đang cần một chiếc xe chúng ta đi gia đình á, muốn một cái xe nó khỏe và cảm giác đi đầm chắc, tầm nhìn lái tốt á, thì chúng ta có thể lựa chọn Fortuner thì rất hợp lý luôn. Camera 360. Xung quanh xe thì hôm trước về thì có chạy xước, bên Thắng cũng đã hoàn thiện xong về cái phần làm đẹp bên ngoài anh chị. Đó. Thì thường những cái xe màu trắng là bên Thắng sẽ sơn là sơn giáp vòng để cho cái chất lượng màu sơn nó đồng màu. Cái thứ hai nữa là nó cảm giác nhìn cái xe nó liền lạc anh chị. Bộ tem thì còn rất là mới luôn. Xe này có hai cái lớp sau nó hơi mòn á, thì nếu mà anh chị mua thì mình sẽ tặng cho anh chị thêm hai cái lớp sau nữa nha. Thì thành một chiếc xe 4 chiếc lớp hoàn chỉnh. Lớp thì hiệu Bridgestone. Đèn nè. Còn rất là mới nha. Xe này anh khách hàng chứa đi gia đình anh chị. Camera dè nè. Dòng này thì máy 2.7 nha, tương tự như những chiếc bản thường, chỉ khác cái là phiên bản đặc biệt thì cái màu nó là màu trắng, rồi thêm bộ body rồi mâm nó khác thôi. Tâm bì nè, còn rất là mới luôn. Thì đa phần những cái xe mà Fortuner mới xăng thì khách hàng đi gia đình không anh chị. Ghế, cái bộ ghế này thì đã được bọc lại rồi nha, tại vì cái bộ ghế cũ á, nó cũng nó là ghế zin nhưng mà lâu quá rồi nó cũng nhăn nheo với lại nó dơ, cho nên mình Thắng bọc lại bộ ghế mới rồi. Sàn thì có những cái miếng lót sàn nè, bên trên thì có một trần, bộ tem nè anh chị, tem zin luôn, tâm bi phía trước nè anh chị, bật lên xuống inox, chạy sàn simili, hộp số tự động là 4 cấp nha, có cái hộp để ly nè, những phần nhựa còn rất là mới anh chị, đầu anh roi nha. Xe này còn thiếu chỉ có cái camera hành trình thôi. Thì nếu như anh chị mua bên Thắng sẽ tặng thêm cho anh chị camera hành trình đó cho đủ bộ luôn. Vô lăng này, phím chữ, cũ số nè anh chị. Mọi thứ còn rất là mới. Đây là cái màn hình điều khiển nha, khóa trung tâm, rồi điều chỉnh gương gập điện nè, điều chỉnh màn hình độ sáng của màn hình. Thì nếu như cái phần nội thất đó nè, những cái xe nào mà sử dụng ít á thì nhìn nội thất sơ là mình biết là nó cái chắc xe nó còn mới anh chị, biết là cây số nó ít. Còn những cái xe nào mà đi cây số nhiều á thì nó sẽ hao mòn về cái nội thất. Xe thì tại hãng thì cam kết cho anh chị về chất lượng nha, không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Và khi mà anh chị mua thì Bình Thắng sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nha. Sơ lược về mẫu xe Fortuner TRD 2014. Và chiếc xe này thì bên Thắng sẽ chào bán mức giá là 495 triệu nha. Anh chị có nhu cầu thì cứ lên coi xe, lái thử, được thì chúng ta lựa chọn. Rồi, anh chị có bất kỳ thắc mắc gì cần giải đáp về mẫu xe này thì cứ liên hệ với Thắng qua số hotline trên màn hình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.